Quân Thúy xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trong nước và quốc tế trên kênh Tin Mới. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý được phát trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 3 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, tính đến tối ngày 30 tháng 7, trận mưa lớn trên khắp tỉnh Tứ Xuyên đã kéo dài suốt 72 giờ và sẽ còn tiếp tục. Vào ngày 1 tháng 8, lần đầu tiên trong năm nay, Tứ Xuyên đã phát cảnh báo màu đỏ đối với thảm họa lũ ống. Các nhà chức trách cho biết đây là trận mưa kéo dài nhất, trên phạm vi rộng nhất và cường độ cao nhất kể từ mùa lũ năm nay ở Tứ Xuyên. Hơn 100.000 người dân đã bị ảnh hưởng và hầu như tất cả lũ ở Tứ Xuyên sẽ đều đổ dồn về đập Tam Hiệp. Theo truyền thông địa phương, trận mưa lớn đã kéo dài 72 giờ và vẫn sẽ tiếp tục. Sông Thanh Giang, nhánh chính cùng một số nhánh phụ của sông Bồi Giang và một số phụ lưu của sông Mân Giang, sông Đà Giang và sông Gia Lăng có mực nước vượt mức cảnh báo. 17 thành phố, huyện và khu vực đã ban bố cảnh báo lũ lụt màu đỏ và vàng. Đường sắt, hàng không và đường cao tốc đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều danh lam thắng cảnh đã bị đóng cửa. Theo báo cáo, lượng mưa lần này trút xuống rất mạnh. Trong một giờ, lượng mưa ở huyện Lô Sơn, thành phố Nhà An đạt 156mm và xuất hiện lượng mưa cao thứ hai trong lịch sử lên tới 428,2mm. Hơn nữa, quá trình này diễn ra trong thời gian dài, suốt 72 giờ qua và sẽ còn tiếp tục. Một đoạn video được cư dân mạng đăng tải cho thấy, ngày 1 tháng 8, tỉnh Tứ Xuyên đã đưa ra cảnh báo đỏ đầu tiên về thảm họa lũ ống trong năm nay. Tại Thành Đô và nhiều thành phố khác gần đây liên tục xảy ra những trận mưa xối xả, nước sông vượt mức đảm bảo, lũ đổ thẳng vào thành phố gây ngập nặng. Điểm thắng cảnh núi Thanh Thành ở Đô Giang Yển đã đóng cửa do tình hình thiên tai nghiêm trọng. Các bậc thang của núi Thanh Thành đã biến thành dòng suối chảy xiết trong núi. Vào ngày 2 tháng 8, lũ lụt và lở đất bùng phát với sức tàn phá khủng khiếp ở miền Trung, thành phố Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên. Thành phố Quảng Hán ở Đức Dương, Tứ Xuyên đã thành một đại dương bao la. Thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên, lũ cuốn trôi đường, phương tiện duy nhất đi lại hiện nay là thuyền. Lũ thậm chí cuốn trôi cả máy xúc. Ngày 1 tháng 8, ở bên đường cao tốc Thành Nhã, tỉnh Tứ Xuyên, một tia sét lớn đánh xuống mặt đất, tia lửa điện phóng khắp nơi, tiếng sấm vang rền, lượng mưa lớn ở Mi Sơn, tỉnh Tứ Xuyên gây ngập úng nghiêm trọng. Thưa quý vị, trận lở đất ở khu vực đồi núi, một huyện ở Hồ Bắc đã phá hủy 3 ngôi nhà, chôn vùi 9 người vào sáng sớm ngày 1 tháng 8. Chính quyền thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc đã điều động 8 xe cứu nạn, 48 lính cứu hỏa đến hiện trường lở đất tại thôn Viên Sơn, huyện Hoàng Mai, ngoại ô thành phố. Hiện chưa rõ tình hình những người gặp nạn. Hơn 40 người dân trong thôn đã được sơ tán. Từ nửa đêm tới 6 giờ sáng ngày 3 tháng 8, thị trấn Đại Hà ở huyện Hoàng Mai hứng chịu lượng mưa lên tới 353mm. Lượng mưa trút xuống toàn Hoàng Mai lên tới 200mm. Mưa lớn khiến gần 500 học sinh trong huyện không thể tới trường thi đại học, nơi ngập sâu tới 1,65m. Chính quyền phải điều máy xúc tới đưa các em đi thi. Từ đầu mùa mưa tới nay, huyện Hoàng Mai xảy ra 4 đợt mưa lớn, lượng nước lên tới 623,5mm, gấp 2,5 lần lượng mưa trung bình hàng năm. Chính quyền huyện nâng cảnh báo cứu nạn từ cấp 4 lên cấp 3. Từ đầu tháng 6 tới nay, lượng mưa trút xuống Hồ Bắc, An Huy, Chiết Giang và Trùng Khánh đạt mức cao nhất từ năm 1961, với lượng mưa một số nơi cao gấp 2-3 lần trung bình năm. Mưa lớn phá hủy hơn 17.000 ngôi nhà, gây thiệt hại kinh tế 5,9 tỷ đô la Mỹ, khiến ít nhất 121 người chết hoặc mất tích. Ngôi nhà 3 tầng ở huyện Bà Dương phía Bắc tỉnh Giang Tây bị nghiêng và đổ sụp xuống dòng nước lũ chỉ trong 5 giây. Chính quyền huyện Bà Dương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc hôm 28 tháng 7 cho hay, những người sống trong căn nhà đã được sơ tán từ trước sau khi xuất hiện nguy cơ công trình bị lũ cuốn. Video được nhân chứng cho thấy, công trình kiên cố này dần bị nghiêng và đổ sụp xuống dòng nước lũ chỉ trong vài giây. Từ đầu mùa mưa tới nay, ít nhất 4 ngôi nhà tương tự trong huyện đã bị nước lũ phá hủy. Lũ lụt còn khiến một đoạn bờ kè sông Trường Giang dài 50m bị vỡ tối ngày 2 tháng 8, nhấn chìm 1.000 hecta đất nông nghiệp, buộc chính quyền phải sơ tán 9.000 người. Nhiều thị trấn và thành phố như Nam Sương, Cửu Giang ở phía Bắc tỉnh Giang Tây đã hứng chịu mưa lớn nhiều ngày nay, gây ra lũ lụt nặng nề. Lượng mưa ở huyện Bà Dương lên tới 547,2mm, khiến chính quyền nâng cảnh báo ứng phó khẩn cấp từ cấp 3 lên cấp 2 trong thang cảnh báo 4 cấp. Lượng mưa trung bình tại Trung Quốc trong tháng 6 là 112,7mm, cao hơn 13,5% so với trung bình hàng năm. Mưa lớn ảnh hưởng đến hàng triệu người và gây thiệt hại kinh tế lớn. Giới chức cảnh báo miền Nam Trung Quốc sẽ tiếp tục hứng chịu các trận mưa lớn đến hết ngày 30 tháng 7. Hồ Thủy Điện Tân An Giang ở Chiết Giang mở toàn bộ 9 cửa xả sáng ngày 2 tháng 8 khi mưa lớn ở thượng nguồn khiến mực nước hồ không ngừng tăng. Đây là lần thứ hai toàn bộ cửa xả ở Hồ Thủy Điện Tân An Giang, một dự án kiểm soát lũ quan trọng ở thượng nguồn sông Tiền Đường, được mở từ khi được hoàn thành vào năm 1959.
Tân An Giang mở toàn bộ cửa xả lần đầu năm 1966 để thử nghiệm. Hồ Thủy Điện Tân An Giang, hay còn được gọi là Hồ Thiên Đảo, là nguồn cung cấp nước sinh hoạt chính cho tỉnh Chiết Giang và đóng vai trò là hồ thủy điện chiến lược cho đồng bằng sông Trường Giang. Sông Tiền Đường là sông lớn nhất ở tỉnh Chiết Giang và có thủy triều lớn nhất thế giới. Chiết Giang đã bị tàn phá bởi một đợt mưa lớn suốt hơn một tháng, với lượng mưa tích trữ tại khu vực Tân An Giang vào 10 giờ sáng ngày 29 tháng 7 đạt 924,37mm, cao hơn 131,7% so với trung bình cùng kỳ hàng năm. Hồ chứa đã mở 3 cửa xả vào sáng ngày 29 tháng 7 và thêm 2 cửa xả vào trưa cùng ngày. Đến 16 giờ, 7 cửa xả đã được mở. Tuy nhiên, do mưa lớn và lũ lụt ở thượng nguồn thuộc tỉnh An Huy, mực nước trong hồ tiếp tục tăng. Do đó, giới chức địa phương quyết định mở toàn bộ 9 cửa xả. Khi tất cả cửa xả được mở, hồ có thể xả nước với tốc độ 7.800 m3 trên giây và trạm thủy điện hoạt động hết công suất. Chính quyền địa phương cho biết toàn bộ người dân ở khu vực thấp hơn đã được sơ tán trước khi mở cửa xả. Lượng mưa trung bình tại Trung Quốc trong tháng 6 là 112,7mm, cao hơn 13,5% so với trung bình hàng năm. Mưa lớn ảnh hưởng đến hàng triệu người và gây thiệt hại kinh tế lớn. Giới chức cảnh báo miền Nam Trung Quốc sẽ tiếp tục hứng chịu các trận mưa lớn đến hết ngày 1 tháng 8. Mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng khiến nhiều nhà dân ở thành phố Trùng Khánh bị ngập lụt, tạo thành thác nước qua cửa sổ của ngôi nhà. Truyền thông Trung Quốc đăng video cho thấy nước lũ tràn vào tầng 3 của một tòa nhà chung cư ở quận Kỳ Giang, thành phố Trùng Khánh hôm 1 tháng 8. Dòng nước lũ đục ngầu tuôn ra xối xả từ cửa sổ như thác nước. Nước lũ cũng được nhìn thấy chảy ra với cường độ nhẹ hơn từ những ngôi nhà bên cạnh. Kể từ khi mùa lũ bắt đầu tại Trung Quốc vào tháng 3, nước này đã ghi nhận 24 hiện tượng thời tiết đối lưu gây mưa lớn, cùng với đó là 8 trận dông bão và mưa đá chỉ trong tháng 6. Giới chức cảnh báo miền Nam Trung Quốc sẽ tiếp tục hứng chịu các trận mưa lớn đến hết ngày 1 tháng 8. Tại thành phố Trùng Khánh, một người chết, hơn 60.000 người chịu ảnh hưởng lũ lụt và hơn 2.000 người được sơ tán. Trùng Khánh ngày 2 tháng 8 phát đi cảnh báo mưa lũ đỏ, mức cao nhất trong 4 thang cảnh báo. Đây là lần đầu thành phố phát cảnh báo này từ năm 1940. Lượng mưa trung bình tại Trung Quốc trong tháng 6 là 112,7mm, cao hơn 13,5% so với con số được ghi nhận hàng năm. Gần 60% địa phương ở Nam Trung Quốc đã gặp mưa dông lớn, chủ yếu tập trung ở tỉnh Quý Châu, Tứ Xuyên, thành phố Trùng Khánh và khu tự trị dân tộc Trang, tỉnh Quảng Tây. Mưa lớn ở các nhánh sông thượng nguồn sông Trường Giang khiến dòng chảy vào hồ chứa Tam Hiệp tăng cao, buộc các nhà chức trách phải tăng lượng xả lũ. Các trận mưa lớn đã ảnh hưởng đến 26 tỉnh và hơn 15 triệu người, khiến hơn 100 người chết và mất tích. Hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy và gây thiệt hại hơn 3,6 tỷ đô la Mỹ. Trung tâm khí tượng Trung Quốc cảnh báo. Kính thưa quý vị, khoảng 15 giờ ngày 26 tháng 7, tiếng còng bất ngờ vang lên tại ngôi làng của Lê Xia ở Trùng Khánh, báo hiệu nước lũ đang tràn tới. Nghe tiếng còng báo động, Lê, người sở hữu một quán trà tại huyện Khai Châu, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc, hối hả gói ghém đồ đạc, vật dụng trong nhà, sơ tán đến nơi an toàn từ trước khi nước lũ ập tới. Tiếng cổng báo động đã giúp mọi người có đủ thời gian cần thiết để sơ tán, người phụ nữ này nói. Từ ngày 25 tháng 7, mưa lớn không ngừng trút xuống đoạn sông Trường Giang chảy qua Khai Châu. Người làng và cán bộ thay phiên nhau tuần tra, canh gác, mang theo cổng chiêng để sẵn sàng báo động nguy hiểm khi nước lũ dâng lên. Chiêng, đồ vật được sử dụng từ thời cổ đại, đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát lũ ở vùng nông thôn Trung Quốc. Lũ đôi khi ập đến lúc nửa đêm hoặc chỉ trong vài giờ, mọi người sẽ được báo động khi nghe tiếng chiêng vang lên. Yu Pixiang, chủ tịch huyện Khai Châu nói, bên cạnh chiêng, hệ thống loa phóng thanh cũng phát huy hiệu quả trong cảnh báo lũ khẩn cấp. Tại thị trấn Điền Bá, huyện Vu Khê, Trùng Khánh, nước sông tràn bờ và đổ vào thị trấn lúc 3 giờ sáng ngày 26 tháng 7. Dậy ngay và ra khỏi nhà, lũ đang đến. Viên Trúc Quân, một cán bộ thị trấn hét lên qua loa phóng thanh. Mọi người đang ngủ bị tiếng loa của Yuan đánh thức, bắt đầu chạy lũ. Hơn 1.000 người sơ tán trong vòng 3 giờ trước khi mực nước trong thị trấn dâng lên tới 2 mét. Tuy nhiên, tại nhiều vùng nông thôn Trung Quốc, cán bộ phải đi tới từng thôn, gõ cửa từng nhà để cảnh báo, đặc biệt tại những khu vực chủ yếu là người già sinh sống. Những người thường lãng tai và chậm chạp, Phúc Sơn Tường, bí thư đảng ủy khu dân cư Hương Lư Sơn, huyện Vạn Châu, Trùng Khánh vẫn đi từ nhà này sang nhà khác để kiểm tra sau khi hầu hết người dân đã sơ tán sáng ngày 26 tháng 7. Ông tìm một sợi dây, buộc một đầu vào cái cây bên kia đường, đầu kia buộc vào người, nhảy xuống dòng nước ngập tới thắt lưng, lội về phía một cụ ông, một bà mẹ và con gái nhỏ đang kêu cứu trên tầng 2 khu chung cư bên đường. Ba người mắc kẹt cuối cùng cũng được cứu. Đến từng nhà là điều bắt buộc, chúng tôi sẽ không bao giờ để lại ai bị kẹt trong nhà, đặc biệt là người già, Phúc nói. Dù Trung Quốc đã áp dụng công nghệ máy bay không người lái, hệ thống tuần tra thông minh để chống lũ, các biện pháp được lưu truyền qua nhiều thế hệ như đánh cổng chiêng vẫn thể hiện vai trò quan trọng ở các vùng nông thôn.
kiểm soát lũ cuối cùng vẫn phụ thuộc vào con người. Chủ tịch huyện Châu Bình Sinh nói, biện pháp cổ không bao giờ lỗi thời. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.